Em ơi, về chung nhà với anh nhé. Anh biết em thích một ngôi nhà có sân vườn xanh mát, ngập tràn nắng và gió. Mỗi sớm mai, em sẽ cùng con gái chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Rồi anh sẽ đưa con của chúng ta đến trường. Anh biết em muốn con của mình sẽ được học tại một trường quốc tế ngay gần nhà, nơi chúng mình sống thật an toàn trong một cộng đồng văn minh. Anh sẽ về nhà thật nhanh sau giờ tan sở để dùng bữa tối bên gia đình. Chúng mình sẽ dành nhiều thời gian để vui chơi, vận động và lớn lên cùng con. Những ngày cuối tuần, cả gia đình mình sẽ cùng làm việc nhà, đi mua sắm và chuẩn bị những bữa ăn thật đầm ấm. Các con của chúng ta sẽ chơi thể thao, vận động ngoài trời, đi xem phim và show diễn cùng bạn bè. Và anh sẽ lại hẹn hò cùng em bên hiên nhà ngập nắng, hay ở một nơi thật xa. Chúng mình sẽ cùng vun đắp tổ ấm hạnh phúc tại Aqua City em nhé. Aqua City, đô thị sinh thái thông minh phía đông thành phố Hồ Chí Minh.